Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm video này để liệt kê 6 bước đơn giản để giữ camera quan sát siêu bền. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Bước 1. Vệ sinh ống kính camera. Một camera không thể nào cho hình ảnh đẹp, sắc nét nếu bề mặt ống kính bám đầy bụi bẩn và nước đọng. Các bạn dùng khăn lau chùi bụi bẩn trên ống kính thường xuyên để camera ghi hình tốt nhất nhé. Bước 2. Dọn dẹp những vật cản trở. Những camera đặt ngoài trời mà bên cạnh những cái cây hay những bụi dây leo thì bạn phải chú ý dọn dẹp những yếu tố đó ngay. Vì những lá cây, cành cây che khuất tầm nhìn của camera, nó còn làm ảnh hưởng đến độ bền của camera nữa. Những cành cây gặp gió mạnh đánh vào camera thì có thể dẫn đến chuyện vỡ kính, chưa tính độ ẩm của lá cây cứ làm ảnh hưởng đến chất lượng của camera. Bước 3. Vệ sinh bụi bẩn cho tàu ghi hình. Sử dụng một thời gian, tàu ghi hình không thể nào tránh khỏi chuyện bụi bẩn theo bám. Bạn cần vệ sinh lau chùi thường xuyên để đảm bảo chất lượng của đầu thu. Bước 4. Kiểm tra chốt kết nối. Bạn kiểm tra tất cả các chốt kết nối xem có bị reset hay không. Đặc biệt những camera ngoài trời thì cần kiểm tra kỹ hơn. Việc kiểm tra này để phát hiện hư hỏng để sửa chữa kịp thời. Bước 5. Kiểm tra vỏ bọc. Đối với những camera ngoài trời hay đầu thu đều được bọc một lớp vỏ bao vỏ bên ngoài. Bạn nên kiểm tra định kỳ xem lớp vỏ bọc có bị dơ hay bị đọng nước gì không. Bạn cần lau chùi sạch sẽ để giữ thiết bị hoạt động bền lâu. Bước 6. Giữ nguồn điện ổn định. Nguồn điện ở Việt Nam không được ổn định cho lắm, cho nên bạn cần sử dụng ống áp để đảm bảo nguồn điện được ổn định. Thời gian sử dụng camera sẽ được lâu hơn. Lâu lâu bạn cũng nên kiểm tra xem thiết bị ống áp có hoạt động bình thường hay không nhé. Ở trên, mình đã nêu 6 bước đơn giản để giữ camera quan sát siêu bền. Các bạn nên thường xuyên làm những bước trên để đảm bảo camera hoạt động một cách tốt nhất nhé. Các bạn có thể comment thắc mắc của mình bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.